Thưa quý vị, thưa các bạn, theo kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025, thì đến năm 2025, 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón được tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp. Tuy nhiên, để lượng tro, xỉ được xử lý một cách triệt để vẫn cần sự tích cực hơn nữa từ các doanh nghiệp. Để đẩy mạnh việc xử lý, sử dụng tro xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 08 CTTTG ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án xử lý tro xỉ thạch cao do các cơ sở phát thải lập và phê duyệt, đảm bảo yêu cầu lượng thải chứa trong bãi không vượt quá 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, tro xỉ thải ra phải đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng. Thực hiện việc tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện, thời gian qua, đơn vị này được xem là tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ và sản xuất để xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện thành vật liệu xây dựng là gạch bê tông khí trưng áp. Đây có thể coi là sản phẩm gạch xây dựng xanh bởi vì nó sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên vật liệu tự nhiên, không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, không gây độc hại cho người sử dụng. Chúng tôi chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các cái nguồn chất thải là tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện chạy than và phân bón hóa chất để tái sử dụng nó phục vụ sản xuất các cái sản phẩm cho ngành xây dựng. Toàn bộ cái lượng tro xỉ sau khi xử lý thì sẽ được đưa vào sản xuất tuần hoàn khép kín ra các cái sản phẩm, ví dụ như là các cái cấu kiện bê tông nhẹ, bê tông lặng, rồi là các cái sản phẩm vữa, keo. Có thể nói nó là một cái chuỗi sản phẩm rất đồng bộ để phục vụ cho ngành xây dựng. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 33 nhà máy nhiệt điện than, 3 nhà máy sản xuất phân bón DAP đang hoạt động. Hiện, lượng tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý, tiêu thụ đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang tích cực áp dụng công nghệ để xử lý và tạo ra những giá trị gia tăng từ chất thải. Đối với lại cái chất thải là gypsum, đây là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất axit phosphoric trích ly. Ban đầu thì chúng tôi lưu trữ tại bãi chất thải rắn tập trung của công ty chúng tôi. Tuy nhiên thì bãi ngày một đầy lên và bài toán đặt ra lúc này lại yêu cầu là phải xử lý để tiêu thụ hết cái lượng gypsum nói trên. Thì trong vòng 4 năm gần đây thì chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và chế biến cái gypsum đấy thành thạch cao nhân tạo. Thạch cao nhân tạo này đã đạt được các cái chỉ tiêu chất lượng để cấp cho ngành sản xuất xi măng. Thời gian qua, việc xử lý, tiêu thụ tro xỉ thạch cao của các đơn vị có xu hướng gia tăng theo thời gian, năm sau cao hơn năm trước và đáp ứng được yêu cầu của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, để việc ứng dụng tro xỉ vào sản xuất vật liệu xây dựng đem lại hiệu quả cao, các cơ quan hữu quan cần nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng trong bảo vệ môi trường để có những giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đầu ra đối với các sản phẩm từ tro xỉ, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển nền công nghiệp xanh, bền vững.